hôm nay mình tới mình sẽ không có sửa máy nước nóng nữa, sẽ thay cho anh em một cái pháo nước. Pháo thì nói chung là bên mình cũng vẫn thay thường xuyên nha mọi người. Mình có giới thiệu sơ qua rồi, mình nằm cho bên Đức Cảnh, mình là thợ làm công thôi. Mình chuyên về bên sửa bồn, sửa máy bơm, gắn máy bơm tăng áp, máy bơm đẩy cao, máy bơm hút, bơm chìm, bơm hỏa tiết, bơm dưới khoan gì đó, rồi là sửa máy nước nóng, gắn máy nước nóng, thay thế linh tinh phụ tùng phụ kiện điện trở, tủ điện đó, và khoan giếng, sửa giếng, chủ yếu là mấy cái thành phần đó, thay phao, thay đồ nữa. Tại là cái phao này nó có vấn đề rồi, đây là mình tới mình thay cái phao này. Đây là nhà người ta xài nước sạch cho mọi người, bột này là bột inox 1000 lít. Phao này nó là cái phao nhựa, xài rất là dở, rất là hay bắn nước ra ngoài. Bắn ra ngoài là không có chịu, không có được. Thôi muốn thay vào đi. Đó. Đó, đập, 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 đập. Đó. Đó là cái đặc điểm của cái dòng phao này. À, nó giật, nó rung cái bồn này luôn. Chết chết. Rồi, mình sẽ thay cái thằng phao này. Bộ sẽ khóa cái nước này nè. Có thử xem nó bị cái gì. Quay tròn nữa. Radar cho mọi người. Chung là hiện tại đóng thì thấy cũng có vẻ là còn được. Có điều là hai có hai cái nhược điểm. Một là khi nước mạnh nó sẽ phụt ra cái phần này, nó bắn lên lên trên miệng. Hai là nó giật tung cái bột rất là nguy hiểm mọi người. Mình sẽ tháo bỏ cái này ra. Thực ra là không phải là mình đã anh thay cái phao ở đâu nha mọi người, mà là anh muốn thay cái phao đó. Bởi vì tại nó giật với hai nó cứ bắn nước lên trên. Chúng là đấu thì ok rồi. Ở ngoài có một cái đầu răng ngoài gắn cho cái đầu răng trong vào phao và rất là ok, rất là chặt, không có bị lung lay gì cả. Nhưng cái thằng này, nó khi mà nó nước nó đóng mạnh ấy, nó phụt ra đây. Bình thường nó chỉ xuống đây thôi nha mọi người, nhưng nó phụt ra cái phần này luôn. Nó bắn lên cái miệng bồn tràn xuống dưới đất. Và hai là nó giật rất là nguy hiểm. Cái bồn nó rung luôn, nó lung lay cái bồn. Đó, nên là mình sẽ bỏ cái này đi. Phao mình thì mình gắn nhiều loại lắm. Ngày xưa thì mình có gắn loại nhựa là một này, đồng sau là hai này, inox là ba này. Thì về sau ấy, cái loại nhựa với cái loại đồng ấy, cái tỷ lệ lỗi của nó quá nhiều, sau đó mình bỏ. Đấy, còn những ai mà còn kêu mình bảo hành ấy, là mình sẽ thay thế những cái sản phẩm mới sau này là inox. Đó. Còn về từ cái về thế hệ về sau ấy, là tất cả những ai kêu mình chưa thay vào, mình đều thay toàn bộ đồ inox hết. Mình không có xài ba cái đồ nhựa hay là đồ đồng nữa. Còn dòng thông minh này thì mình cũng hay xài này, rất là ok. Hay gắn cho nước nóng mặt trời đó. Mà gắn cho bồn nước. Thì dòng này thì mình ít gắn hơn dòng phao inox nhá mọi người. Inox là mình gắn nhiều nhất, dòng này là mình gắn lâu lâu mình mới gắn thôi. Nhưng mà vẫn gắn thường xuyên, nhưng mà lâu lâu mình mới gắn. Tỉ lệ gắn phao inox 10 cái thì cái này khoảng 2-3 cái. Đây là tại anh ấy thích cái loại phao này, nên là mình mới gắn cho anh cái loại phao này. Này thì ưu điểm đơn giản thôi, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Chất liệu nhựa ABS nhá mọi người, chịu nhiệt độ cao, chịu áp rất là lớn. Họ gắn được rất nhiều các thiết bị bồn nước này, máy năng lượng,
bể tắm, bể bơi, bồn cầu này, nó đủ các thể loại luôn. Đó. Này thì có thêm một cái ưu điểm nữa là đóng nước dứt điểm, chứ không như kiểu phao inox hay là phao nhựa hay phao đồng, nhựa đồng hay là inox ấy, nó đóng từ từ nhé mọi người. Đây, chẳng hạn như đây nó cứ lên từ từ, nó sẽ ngắt dần. Thằng này thì khác, thằng này nó đóng như kiểu là phao điện luôn. Chẳng hạn như phao điện khi nó tới cái vị trí mà nó ngắt ấy, nó khực một cái, nó dừng hẳn luôn. Đấy, y chang vậy luôn, nó tới cái vị trí đó nó khực một cái, nó dừng hẳn luôn. Thế nó không có kiểu mà lên nước từ từ hay là xuống nước từ từ nữa. Này thì mình xài phí 21 cho mọi người. Thực ra thì cũng mạnh y chang thôi. Đấy, nó hai đầu y chang nhau, nó có 3 kiểu. Kiểu từ trên xuống, kiểu ngang như vậy. Đó. Này thì nó có một chiều đó nha mọi người, không phải chiều nào cũng ngắn được nhé. Đây như đây có mũi tên này. Mình sẽ gắn cho chỗ mũi tên, đường ra này. À, đây là đường cấp này, đường ra này. Đó. Thì cái đầu, cái chế độ để ngắt của nó nằm ở dưới này. Khi nước nó dâng lên ấy, cái cục ở trong này nó sẽ có một cục nam châm, nó hít lên ấy, này nước ra này nó sẽ dừng. Đấy, chứ không phải rồi như kiểu quả banh, như cái này nó không xài banh nha, nó chỉ có như vậy thôi, rất là gọn, rất là dễ gắn. Như thông thường nha mọi người, mình quấn keo non đó, hai đầu, ở đây là cái lưới lọc của nó nha mọi người, để tránh cái tình trạng ba cặn ba rác ấy. Có cái lưới là thì nước vào bồn nó sẽ sạch, nhưng mà nó có một cái nhược điểm ấy, nếu mà gắn cái lưới này lâu lâu mọi người mà hay bôi keo hay là mọi người mà nước bẩn ấy, nó qua cái này nó sẽ bị cặn lại, nước nó ra nó rất là yếu. Cho nên là nếu mà một số nhà mà xài nước giếng hay là nước gì đó mà nó không được sạch ấy, nên bỏ cái lọc nó đi. Này nó đi xuyên qua đây luôn nha mọi người, chứ nó không qua một cái cục nào điều chỉnh trong đây cả. Đó, cho nên là nếu mà bỏ cái lọc nó đi là nó xuyên thẳng qua đây. Ví dụ như có cục gì hay có cái rác gì đó nó đi thẳng qua đây mà xuống dưới luôn. Đó. Vào thẳng bồn luôn, nói chung là cũng khó nói. Được cái nọ thì nó sẽ mất cái kia nha mọi người. Muốn nó sạch ấy, thì nó đóng cặn ở đây ấy, thì mọi người lại phải hay nên tháo ra. Và bồn này nó cao trên mái, neo lên nó rất là vất vả, cho nên là cũng hạn chế neo cũng được thôi. Mà tháo cái này ra nó cực lắm. Đấy, mình xoáy cái kia mà một lúc mà nó mới ra được. Đây là cái vòi ra của nó nha mọi người. Mày thích quay xuống dưới hay quay sang ngang đều được luôn. Này thì không cần bôi keo, mình chỉ là gắn sơ thôi. Để mình điều chỉnh cái chế độ nước xuống hay nước lên cho nó không có bị bắn ra ngoài. Đó, cho đây như vậy, hoặc là để chéo chéo lệch lệch thì đều được. Mình không thể nào mà mình nhìn được vào trong, là mình chỉ soi được vào trong và mình gắn nó sẽ như vậy. Bồn thế bồn inox này thì nó sẽ có ống cấp vào miệng và mọi người gắn một cái đầu răng ngoài răng trong để kết nối nhé, chứ không có được phép gắn theo kiểu là nhét cái phần đầu phao lên đây và xoáy cái ống vào như vậy. Gắn như vậy thì nó tiện, nó nhanh, nó gọn, nó tiết kiệm được ống thật, nhưng mà cái phao hoạt động nó sẽ bị ngược nha mọi người. Chờ nó keo nó khô một chút sẽ cấp nước lên. Đây nó có sẵn một cái van khóa nước, mình mở ra nó xong rồi, không có phải xuống dưới nhà gì cả, rất là tiện. Thử như này. Điều này nó có đủ nước để cho thử không? Phao này thì cách thử nói chung là nó không như dạng thông thường nha mọi người. À, thông thường là mọi người có thể nhấc cái quả banh lên xuống, nó thổi. Nhưng cái thằng này thì thổi không được nhé. Nó bắt buộc phải thử bằng nước. Mở nước. Mở nước rồi nhé, mở hết cỡ luôn. Đây là đường xuống. Xuống nó thông vào cái đường này, không làm đấu cái này đây. Đường xả đáy mà đi cho đi thông này. Cái thử mà mình chế ra. Ui, cái ca của bạn này toàn xà bông. Đó, dừng nha mọi người. Nhả ra này. Đó. Nhả ra. Đó. Nghĩa là cái phao này khi nó được tầm khoảng cỡ một nửa quả phao, là một nửa cái cục phao đó, nó sẽ ngắt.
loại nào mà nó ngập qua quả, loại nào mà nó ngập qua quả phao hay là nó chìm qua quả phao luôn ấy. Là một là nước nhà người ta xả trực tiếp vào bê tông, hoặc là hai ấy, là cái phao đấy nó hư rồi. Phao thì không có loại nào mà làm tồn tại mãi mãi với thời gian nha mọi người, nó phải hư, quan trọng là nó hư lâu hay hay hư nhanh đâu. Cái đào phải là toàn xà bông luôn. Đó. Phải dừng như vậy nhé mọi người. Này, đây này. Đó. Đặc biệt. Đúng rồi. Của cái thế hệ năm nay. Chúng đóng nước rất điểm luôn. Cơ bắp cấp xuống dưới. Không có kiểu mà nó cấp bắn lên trên trời. Chúng ta đắt tiền lắm. Dễ sử dụng. Gọn nhẹ. Rồi, 587. 505. Thầy số một chí đâu đó. Để vừa cho mình đọc bá. Tại nó hơi cao nên là mình chỉ chụp được có sơ sơ thôi nhé. Còn ở trên thì mình thử hết rồi đó. Đó.